Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một cái video thanh lý nhé anh em. Mấy cái món hàng tồn lâu. Trên video này Trung giới thiệu với anh em một cái cặp bơm thủy lực nhé. Cặp bơm tổng của Quốc 07 Caterpillar đấy, hàng cát đấy. Anh em xem nó như giống như một cái bơm bê tông đơn bình thường thôi. Ra ngoài trước lấy cây thước nữa. Đây hai con nhé anh em, đây một cặp nhé. Cái món này thì kích thước nó khá là to, trọng lượng nó cũng tương đối lớn nhé, 30 này. Cốt 30 nhé. Trọng 12.5 này. Này bắt hai lỗ tai là 21 nhé. Bơm khá là lớn đâu, một cái con bơm piston. Hơi cũ kỹ, hơi dơ bẩn một tí thôi, nhưng bên trong của nó Trung có kiểm tra rồi nhé nè. Đây này, con tháo sẵn một con nhé. Tháo sẵn một con ra đây này. Cái con kia hôm trước đã kiểm tra rồi, cái con này là lại kiểm tra thêm một lần nữa nhé. Anh em xem này. Trắng tinh nhất trong vắt hết nhé. Đây. Nhớt nuôi còn tất cả nhớt trong veo hết nha anh em. Đấy, bơm bê tông. Bê tông này chắc tầm khoảng 20 mấy ly đấy, 22, 22, 23 ly gì đấy, 24 ly gì đấy. Nhìn như thế này khó ước lượng kích thước. Chắc tầm khoảng 22 ly nhé anh em. Con này thì lưu lượng nó chắc khoảng 90C tầm tầm đấy, 90-100C gì đấy trên một vòng này. Khoảng nói chung không có nắm rõ, nó nằm trên con cát 07 nhá. Trên một bơm đấy, một bơm đơn đấy. Trên con xe thì nó có bao gồm hai bơm, nó chạy trên cái tọt riêng biệt nhé anh em xem có ứng dụng nó xem giống như là một cái bơm thủy lực rồi để chế chế cháo làm nguồn thủy lực gì đó bất kỳ, thì anh em cứ xem thử cái con này nhé. Không tính nó giống như là cái bơm tổng của xe cuốc nữa, mà tính nó giống như là một cái bơm thủy lực đơn bình thường thôi. Đấy, hai con giống hệt nhau, một cặp nhé anh em. Đây này, tem nhãn của nó đây này. Cái chiều quay của nó là bơm, là bơm trái nhé anh em. Chạy qua tọt nó là bơm trái nhé. Có nghĩa là nhìn từ thẳng hướng cốt là nghịch chiều kim đồng hồ đấy. Hàng còn tuyệt đẹp luôn. Đấy, số lượng hai con giống hệt nhau, một cặp. Anh em có cần sử dụng một con đơn riêng lẻ gì đấy, hoặc là cả cặp gì đấy, thì anh em cứ liên hệ nhé. Số lượng hai con như mô tả nhé anh em, lưu lượng nó tầm khoảng 90C 100C đấy, chứ nói chung là dưới 100C nó không hơn nổi đâu, tại vì động cơ của nó thì nó trăm mấy ngựa thôi, kéo hai bơm thì nó tầm khoảng từ 80 cho đến 100C là hết mức rồi, hết cỡ rồi, không không có nhiều hơn được đâu, nhiều hơn nữa nó không đạt áp. Bơm bê tông này thì cái áp nó được cao, con này có chỉnh lưu lượng được nhé, có cần chỉnh lưu lượng được. Đây hình như cái cai phía sau đây là cái phần chỉnh lưu lượng này. Đây. Nói chung có đo vài cái kích thước cơ bản như vậy rồi. Nó cũng tương đương với bơm của Hitachi 07 thôi. Hitachi 07 đây còn một đôi nữa này. Còn mấy cái con bơm siêu khủng long luôn. Năm tắt máy luôn. Cặp bơm quay chiều nghịch nhé anh em. Chúng có vừa nói xong là bơm quay nghịch, là nhìn hướng trục này, nhìn hướng trục này thì nó quay nghịch chiều kim đồng hồ nhé. Đây, nghịch chiều kim đồng hồ. Nó giống như mấy cái con này thôi, cái con UH07-3. Mấy cái con này nó cũng y hệt như vậy, cũng hai bơm đơn chạy trên một cái tọt
một cái tọt đôi đấy, một tọt chia bơm đấy. Rồi nó chạy chiều nghịch lại nhé, nghịch so với chiều động cơ nhé. Anh em sử dụng kéo bằng BTO, các cái trục BTO ví dụ như trên cốc, trên xe tải này, hoặc là đuôi chuột có máy cài là phù hợp, là đúng chiều chạy của nó đấy. Còn nếu mà kéo trên động cơ thì anh em chỉ cần dùng cách là kéo ngang là nó cũng nghịch như thường thôi. Rồi, chung kết thúc video nhé anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ nhé.